bài thuốc chữa liệt dương hiệu quả đến 95%, bạn không nên bỏ qua. Theo nghiên cứu của y học cổ truyền Trung Quốc thì bài thuốc chữa liệt dương từ tổ ong, lộ phòng phong đạt hiệu quả đến 95% ở nam giới sử dụng. Theo y học cổ truyền thì liệt dương được gọi là chứng dương suy. Có rất nhiều phương pháp điều trị bệnh, trong đó phương pháp ngâm thuốc được coi là đạt hiệu quả khá cao. Dấu hiệu nhận biết nam giới mắc bệnh liệt dương. Nếu bạn đang có các triệu chứng dưới đây thì có lẽ bạn đang yếu về chuyện ấy. Mất nhiều thời gian hơn để cương dương trở lại sau khi đạt khoái cảm. Mất nhiều thời gian và cố gắng mới có thể cương cứng được. Sự cương cứng không kéo dài và giảm sức. Sau khi đạt khoái cảm không có khả năng vương dương trở lại. Dễ xuất tinh và không có khoái cảm. Sức xuất tinh giảm. Giảm tần số xuất tinh. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 quân đội, hướng dẫn cách làm và sử dụng bài thuốc xông bộ phận sinh dục từ tổ ong chữa liệt dương, hiệu quả lên đến 95%, 55% khỏi, 40% đỡ nhiều như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 15g tổ ong hay còn gọi là lộ phòng phong, 30g sa sảng tử, đinh hương 10g, thoát hương 30g, nhục quế 15g, 3,5 lít nước. Cách chế biến bài thuốc này như sau. Cách nấu vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần sấy khô rồi đem tán bụi sau đó cho vào một cái túi vải thưa buộc kín miệng. Cho túi thuốc vào nồi sắc cùng với nước để lửa to đến khi sôi thì hạ nhỏ dần. Nấu như vậy chừng 1 tiếng đồng hồ sao cho lượng nước còn lại là 2,5 lít nước. Cách dùng: dùng nước thuốc để xông bộ phận sinh dục, đến khi nước nguội thì dùng để ngâm. Liều dùng: người bệnh nhẹ dùng 1 liệu trình, người bệnh nặng dùng 2 đến 3 liệu trình. Vào mùa hè, cách 3 ngày dùng 1 lần. Vào mùa đông, cách 5 ngày dùng 1 lần. Dùng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi liệu trình là 15 ngày, nghỉ 3 ngày lại tiếp tục 1 liệu trình khác. Ngoài cách xông hơi bộ phận sinh dục thì nam giới cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý để hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, các bạn cùng cần kết hợp với các cách chăm sóc người bệnh liệt dương. Với những bà vợ có chồng mắc phải chứng liệt dương nên động viên tinh thần cho chồng. Tinh thần là một yếu tố quan trọng. Vì vậy, bạn nên động viên, khích lệ để chồng có niềm tin vượt qua chính bản thân mình. Bồi bổ sức khỏe cho chồng, bạn nên làm các món ăn, bài thuốc bổ thận tráng dương, tốt cho sinh lý của nam giới để hỗ trợ với phương thuốc điều trị bệnh đạt hiệu quả cao nhất. Đồng cam cộng khổ cùng chồng, bạn nên cùng chồng tìm kiếm sự mới mẻ, nỗ lực hết mình mỗi khi yêu để đạt kết quả tốt. Tăng cường rèn luyện cơ bắp, hay cùng chồng của bạn tập thể dục thường xuyên, tham gia các hoạt động thể thao, hay chỉ đơn giản là đi bộ để giúp chồng bạn có thân hình săn chắc, cơ bắp phát triển, lượng máu lưu thông tốt. Khi cơ bắp phát triển, dẻo dai cộng thêm lượng máu lưu thông tốt sẽ giúp tăng khả năng cương dương cho nam giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.